Vâng, đối câu hỏi hậu fishing xin chào toàn thể anh chị em đam mê môn câu cá. Thì ngày hôm nay em sẽ nên để giới thiệu đến cho anh em một đôi cần tây nha anh em nhé. Tất cả đều là hàng hệ hết. Thì ở đây có bao gồm tất cả là 20 cây, có chiều dài từ 4,5 m cho đến 9,5 m. Thì tổng thể ngoại hình nó sẽ như thế này. Tất cả đều là cần tay nóng dài nha anh em nhé. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945629282 hoặc comment mã số kèm số điện thoại bên dưới bình luận. Em sẽ liên hệ lại với cả anh em. Anh em lưu ý giá em báo trên video chung với ship toàn quốc, nếu mà đơn dài như thế này nó sẽ rơi từ 40 cho đến 50 tùy size gần nha anh em nhé. Anh em lưu ý vì còn ở đây còn có cả cái phần bảo hiểm nữa cơ, nên là anh em lưu ý nhé. Đó thì anh em lưu ý là muốn hỏi cái gì ấy thì vẫn phải để lại số điện thoại nhá, không ở trên YouTube em không làm cách nào để liên hệ với cả anh em đâu. Thế mà ở cái đầu tiên là một cây cần của hãng Olympic. Đấy, cái phần này là cái phần người ta phủ đi để ấy nhá, người ta phủ đi để cho cầm cho nó chắc tay nhá. Cái này thì nát nữa em sẽ tẩy đi cho anh em. Thì tổng thể ngoại hình cây này nó đạt được tầm khoảng 90%, chỉ có một số vết chấm chấm như thế này thôi. Đấy, có một số vết như thế này. Thì cây này nó có chiều dài là 9,1 m, zoom vào là 9,1 m này, rút hết ra là 9,5 m. Đó. Olympic in chuck snip. Đó. Đấy, rút ra như thế này, đèn nó zoom này 9,5 m này. Có nguyên cả đắp trụ nha anh em nhé. Cái nào có nắp thì em báo luôn, còn cái nào không có nắp thì em báo cũng báo luôn nhé. Đây là đầu bu nguyên zin của nó nha anh em nhé. Đấy, đầu bu này 360 độ này, quay. Cái phần này là phần người ta sơn đi để cho nó đấy, cho nó dễ nhìn trong ban đêm nhé. Đó, cần nguyên bản. Thì tổng thể cái này nó lại phải tầm khoảng 90% nha anh em nhé. Này vết một hai vết ấy đấy này, carbon xoắn phôi bồng này, phôi bồng rất là đẹp nhá. Này ông ảnh cái cần, cái cần tay này bên Nhật rất là đắt. Đây, tổng thể ngoại hình 90%. Cây cần này là của hãng Olympic nha anh em nhé. Phần này thì nếu như mà anh em thích thì em sẽ tẩy đi cho anh em. Cái này nó cũng dễ tẩy. Không thích thì anh em cứ để nguyên. Trọng lượng cân nặng của cây này là 300g tròn, chưa đến 300g. 290 mấy. Cây này có thông số như sau, được cái gốc phi 25, được cái ngọn 1.7 mm, nó cứng tầm khoảng từ 4 đến 5 h, mã số 1, giá 2.500.000. 2.500.000 nha anh em nhé. Đây mã 1. Tiếp theo là cây thứ hai, cũng là một cây cần của hãng Olympic Techstart Azuneng. Được dài là 9 m. Thì cây này thì nó cũng zoom nha anh em nhé, 9 m và 8 m này, 8 m này. Đấy, cái đóng zoom của nó này, khi mà anh em rút hết ra là 9 m nhá. Khi mà anh đóng lại 8 m, còn nắp chụp luôn. Đầu bu zin nha anh em nhá. Đấy, đầu bu nóng zin này. Đấy, thứ hai này. Cái này đã có hình tầm khoảng từ 93 đến 95% nha anh em nhá, còn rất là mới. Rất là mới luôn. Đó, rất là mới nha anh em nhé. Bên trong phôi bông thì rất là đẹp. Hầu hết những cái cần tay Nhật đều là phôi bông, trọng lượng cũng 300g luôn. Đấy, 300g. Thông số như sau, đường cái gốc phi 25, đường ngọn 1.7 mm, cứng từ 4 đến 5 h, mã số 02, giá 2.800.000. 2.8 nha anh em nhé. Theo đến năm cây số 3, là một cây cần cũng của hãng Olympic luôn.
Cây này thì có độ dài là 9 m, cây này cũng mới y xì như cây kia luôn, cũng từ 93 đến 95%. Dài 9 m, cũng có nắp chụp luôn anh em nhé. Đấy, đầu bu cũng là đầu bu zin luôn. Đấy. Cũng đạt ngoại thành từ 93 đến 95% nha anh em nhé. Còn rất là mới. Đấy, còn rất là mới luôn. Đây. Người ta chữ người đặt này. Ta đi tận dây số 6 luôn này. Rất là đẹp nha anh em nhé. Trọng lượng 330 g. Thì mã số 03 này có thông số như sau. Tổng chiều dài là 9 m, đường kính gốc phi 26,5, được gọn 1.8 mm, cứng từ 4/5 H. Mã số 03, giá 2.800.000. Tiếp theo là một cây cần cũng y xì như kiểu cái cần kia, cũng Olympic Stack Tab. Mà cây này nó có độ dài là 7m2 nha anh em nhé. Có độ dài là 7m2. Cây cần này cũng rất là đẹp. 93 đến 95% độ mới. Còn nắp chụp zin luôn. Đấy, đầu bu cũng thế. Thì cái đầu bu này thì đây, nó xoay 360 độ như thế này nha anh em nhé. Đây là nó ngọn này. Đây là thứ hai này. Cây này thì cũng có độ mới tầm từ 93 đến 95%, nhưng theo đánh giá thì nó trên 95%, nó rất là mới luôn, mới tinh. Đấy, cái này là những viên bẩn nhé anh em nhé, bẩn, đây là bẩn nhé. Đó. IDA này, cái gì đây? Index Double is no sticking match chan sim, chẳng biết nó là cái gì. Thì cây này thì nó có trọng lượng là 230 g, siêu nhẹ rồi, quá nhẹ. Thông số của cây này như sau. Tổng chiều dài là 7m2, đường kính gốc phi 24, đường kính gọn 1.7 mm, cứng khoảng từ 4/5 H. Mã số 04, giá 3 triệu tròn nha anh em nhé. 3 triệu tròn. Cây 7m2, 3 triệu tròn. Tiếp theo là một cây cần của hãng Shimano. Thì ở gần cái gốc này thì nó được bọc như thế này. Đấy. Đây nó cũng zoom này. Thì cây này thì nó có 2 chế độ nha anh em nhé. Zoom 9m và 9m rưỡi. Nhưng mà cái cây này ấy, hầu như cái đóng gốc này nó đã bị hỏng rồi anh em nhé. Đóng gốc nó bị hỏng rồi. Em bán cho anh em về để lấy phôi hạ xuống anh em nhé. Thì khi mà hạ thì anh em sẽ đánh được tầm khoảng 7-2, nó cứng cỡ tầm từ 5-6 H. Cây này do Indonesia sản xuất. Đấy. Thì là đóng gốc coi như là em bán chỉ bán phôi thôi anh em nhé. Bán phôi của những cái đóng trên thôi, chứ em không bán cái đóng gốc này đâu. Anh em nào có thể cần ấy, thì em có thể làm luôn cho anh em luôn. Em làm luôn cho anh em. Đấy. Shimano Goryu, độ dài 9m, zoom 9m rưỡi. Đấy, zoom 9m rưỡi. Được dán với cái hình dán như này có thể nổ ra. Đó. Đấy, dán như này. Coi như là cái nóng gốc này bỏ nha anh em nhá. Anh em nào thích thì em có thể làm lại luôn. Em dám khẳng định cái này khi mà mua mới không bao giờ có giá dưới, không bao giờ giá có giá dưới 7-8 triệu, không bao giờ luôn. Đó, đây là phần ngọn của nó. Thì cái Ano này, cái này nó còn nguyên zin nha anh em ạ, nó còn nguyên bản. Em đã đo với một cây Gendiu ở bên dưới rồi, ở bên dưới cũng có một cây Goryu. Thì cái này là do là cái đầu 360 nó bị hỏng, xong là người ta làm lại cái này, người Nhật họ quấn lại cái này nhá. Chứ còn nó là còn đủ dài nhá. Cây Gendiu ở dưới em đã đo rồi, so sánh hai cây rồi. Đó. Đấy, rất là đẹp. Tiếp, hỏng đóng gốc. Đấy, tiếp là cây này nó bị hỏng đóng gốc. Cây này rất là đẹp luôn.
tổng trọng lượng của cây này là 350g nha anh em nhá. Thông số cây cần này như sau. Tổng chiều dài là 9,5m, zoom 9m, đường kính gốc phi 27, đường kính ngọn 2.1mm, cứng tợ tầm khoảng 6 lắc. Mã số 05 giá 2 triệu. Tiếp theo, đấy, đây là cây Genu nó còn zin nha anh em nhá. Này, cây zin còn cây này nó bị hỏng ở gốc này. Đó. Genu 9m, zoom 9,5m, ZX quần của cần của Mid, cần của Ineo sản xuất, Indo xuất Nhật, có tem vàng các thứ đầy đủ hết. Đấy, đây là đóng zoom này. Đấy, đóng zoom. Đấy, zoom in 9m. Tổng 9,5m. Nắp chụp. Đó, thì em so sánh giữa hai cây nhá. Cây này với cây kia thì hai cây này nó còn đủ dài nguyên nha anh em nhá. Cây này còn nguyên cái alo xoay 360 này. Đấy, alo 360 này. Cái này rất là trâu bò luôn. Rất là cứng. Cái này bỏ lại anh em nhé, cái này bỏ lại. Cây đấy nhá. Đó. Đấy. Đó. Cái này thì nó đặt vào hình tầm khoảng 90-93% nha anh em nhá. Đấy. Anh em mua hàng được quyền nhận hàng, kiểm tra thanh toán, em ship code toàn quốc, anh em nào chuyển khoản thì em sẽ free ship luôn. Đó. Nắp chụp này. Đó. Cân nặng của cây này là 330g nha anh em nhé, 330g. Thì thông số của cây cần này sẽ như sau. Tổng chiều dài là 9m, zoom 9,5m, được cái gốc phi 27, được cái ngọn 2.1mm, cứng cầm 6H, mã số 06, giá 3.500.000. 3.500.000 nha anh em nhé. Còn đây cây này thì em sẽ cho vào đây luôn. Ủa nhầm đã đi mệt quá.
hai cân giống nhau. Đó. Tiếp theo cũng là một cây cần của hãng Shimano, mà cây này là cây Alpha Zom nha anh em nhé. Alpha Zom, cây này nó khác biệt một cái là nó sẽ zom ở gốc này. Đấy, zom ở gốc này. Thì cây này hút ra sẽ là 9,5 m và thu về là 9 m. Rất là hay. Thì ngoài cái này đoạn được tầm khoảng từ 90 đến 95% nha anh em nhé. Trong tầm đó, cái nắp chụp zin luôn. Shimano Alpha Zom. Nắp chụp zin. Đây là cái đầu bu 360 độ nha anh em nhé. Đấy, đầu bu này. Đấy, nó có bốn khớp khớp này anh em túm rồi về phát là xong. Đấy, bu zin luôn. Cái này còn khá là đẹp nha anh em nhé. Đó, đến là phần đóng hai này. Đây là phần đóng ba này. Đấy, phần bên trong còn rất là đẹp nhé. Đây có một cái xước này, đây là cái xước nha anh em nhé. Đấy, đây là cái xước này, cái xước nó dài này. Chắc là do nóng của cát này. Đấy, em thử hết rồi nhá, tra hết rồi nhá. Đó, rất là đẹp. Đây. Nóng này thì nó cũng hơi xước này, tổng thể cái này là tổng là 93% nha anh em nhé. 93%. Cây này có trọng lượng là 350 gram, thông số như sau, tổng chiều dài là 9,5 m, zoom 9 m, đường kính gốc phi 17, ngọn 1.9 mm, đứng từ 4 đến 5 h, mã số 07, giá 3,5 triệu. Tiếp theo là một cây cần của hãng NFT, đấy, tổng thể ngoài như thế này. Cây này là cây dòng Power Loop, NFT Power Loop Contract, dài 7,2 m, tổng số là 7. Thì cái này nó xoắn nổi gân như thế này anh em nhé, xoắn nổi gân như thế này, cũng còn nắp chụp thôi. Đó, đây là cái đầu bu của nó, đầu bu cũng là đầu bu 360 độ nha anh em nhé, đầu bu 360 độ. Thì đặc tính của những cái dòng Power Loop này thì nó sẽ làm xoắn từ nóng thứ 2, thứ 3 đổ đi nha anh em nhé, nóng ngọn và nóng thứ 2 nó không xoắn. Đấy, xoắn như thế này, từ nóng 2 trở đi. Đây là đặc tính của dòng Power Loop. Anh em mua cần ISO cũng như thế, nó dạng như thế luôn. Đấy, tổng thể cái này đặt hình tầm khoảng 90%, bề dài 7,2 m. Thông số của cái cần này nó sẽ như sau. Tổng chiều dài là 7,2 m, được kính gốc phi 27, ngọn 1.8 mm, cứng từ 4 đến 5 h, mã số 08, giá 2,2 triệu. Đấy, tổng thể nó như thế này anh em. Đấy, kính gốc này hơi xấu ít này, 2,2 triệu. Tiếp theo là một cái cần của hãng Shimano. Đấy, Shimano như thế này anh em nhé. Shimano. Đấy, đây là Shimano này. Thì cái này có chiều dài là 7,2 m, mã cốt này, cần này do nội địa xuất nhé anh em nhé, tem vàng. Shimano Hyperloop. Thì cái này nó xoắn nổi gân toàn thân nhé anh em nhé, có nắp chụp luôn. Đấy, cái này đạt hình tầm khoảng 93%, 90-93%. Ano cũng là Ano xoay 360 độ nha anh em nhé. Đấy, xoay này. Đó, xoắn ở gần hết nhá, ta xoắn tất cả toàn thân luôn. Đây, xoắn như thế này, xoắn ở gần, cần này là cần xịn nha anh em nhé. Shimano, đó, rất là đẹp. Đó. Anh em nào khi mà mua hàng cần cấp hình ảnh về thông tin thì có thể liên hệ Zalo của em nhé. Em sẽ chụp hình ảnh với anh em, trong cái cần này chụp 300 gram thôi, rất là nhẹ. Thông số của cái này như sau, tổng chiều dài 7,2 m, đường gốc phi 26, đường kính ngọn 1.8 mm, cứng 5 h, hút rất là thẳng nha anh em nhé. Mã số 09, giá 3,5 triệu. Tiếp theo là cái cần số 10. Cây số 10 thì cái này nó có hai cây luôn anh em nhé. Đây, nó có hai cây, hai cây đều là hai cây 9 m. Đấy, nó có điều là hai cây này thì nó hơi khác nhau một chút thôi. Nó một cây nó cũ hơn, một cây nó mới hơn. Đấy, nó có công nghệ HVF đấy em nhé. HVF là công nghệ mà carbon mật độ cao, high volume fiber.
carbon thì cao, 50 zin. Đấy, cái này nó bị Anno 360 nó hỏng và người Nhật họ làm lại rồi. Đó, đây là cái ngọn của nó này. Ngọn này. Đấy, đây là ngọn thứ hai này. Thì nó có một số vết bong sơn như thế này nha anh em nhé. Ngọn thứ hai này. Đây là ngọn thứ ba này. Đây là ngọn thứ tư này. Đây là ngọn thứ năm này. Ngọn thứ sáu này. Vậy này. Đấy, bên trong này nó còn khá là đẹp nha anh em nhé. Tổng thể ngoại hình đạt tầm từ 90% tầm đó. Cây này nó có trọng lượng là 420 gram, dài 9 m. Đấy, dài 9 m. Thì đường kính gốc phi 30, đường kính ngọn 2 mm, cứng 5H, mã số 10, giá 2 triệu. Cây này do Đài Loan sản xuất nha anh em nhé. Made in Taiwan RGC này. Có tem vàng này. Đấy. Đó, Taiwan RGC. Tập chụp này. Đó. Đấy, nó xuất Nhật nha anh em nhá. Tiếp theo cũng là một cây cần như thế, cũng là cây y chang như thế luôn. Thông số nó y xì như thế, mà cây này nó mới hơn một chút. Đấy, mới hơn một chút. Đó, lắp chụp thì nó lắp chụp con zin y xì như cây kia nha anh em nhá, dài như thế, dài y xì như nhau. Còn mỗi cái là cái đầu Anno này thì nó bị ấy rồi, cái đầu Anno này của cần kia nó bị hỏng, người Nhật họ nào. Đó, đây là cái Anno này 360 này. Đó, hôm qua thì nó về thì em đã lau rửa rồi anh em nhé, em rửa hết rồi, rửa kiểm tra rồi đấy. Đây là tắc nóng của nó. Bên trong này nó có dính keo nha anh em nhé, này keo bẩn, lau không hết được. Anh em về thì lau kỹ lại. Đấy, thông số của nó y xì như nhau nha anh em nhé. Hai cây cũng y xì như nhau, có nắp chụp zin luôn. Đấy, trọng lượng cũng như vậy, 420 gram. Thì tổng chiều dài là 9 m, đường kính gốc phi 30, đường kính ngọn 1.8 mm, cứng 5H, mã số 11, giá 2.4 nha anh em nhé, 2.4. Tiếp theo, ở đây nó có 3 cây, 3 cây một bộ nha anh em nhé. 3 cây này một bộ thì nó có chiều dài là 8.1 m, 7.2 m và 6 m. Đấy, đây là một bộ của nó. Thì cái 3 cây cần này ấy, là do Trung Quốc sản xuất nha anh em nhé. 3 cây này do Trung Quốc sản xuất, Trung Quốc xuất Nhật. Đấy, Made in China. Có nó rõ là cần của hãng Daiwa. Đấy, ba cái Daiwa này, ba cái y xì với nhau nhé anh em nhé, cùng một bộ. Đến là cây đầu tiên là một cây Daiwa Mugetsu Kurogashi, dài là 8m1 SC, đang sơ bay Daiwa. Nó còn khá là mới anh em nhé. Đấy, nó khá là mới, đạt hình tầm khoảng 93%. Đây này, có mã cốt đoàn ngoài nha anh em nhé, Made in China này. Đấy, tem vàng thứ đầy đủ hết. Cái cây cần này là cây cần do Trung Quốc sản xuất. Đây là nắp chụp nhé. Thì đồ Anno là đồ Anno 360 nha anh em nhé. Anno 360. Đó. Thì những cái cần này nó rất là cứng. Đó. Nóng thứ 2 này. Nóng thứ 3 này. Nóng thứ 4 này. Đấy, nóng thứ 5 này. Đó. Anh nào cần thì có thể liên hệ Zalo của em chụp hình cho nó rõ nhá. Trong cái cần này là 420 gram, nó cũng được trang bị công nghệ rồi anh em nhá. Đấy, công nghệ HVF này, hai fiber và hai volume fiber này, công nghệ carbon mật độ cao. Thì tổng chiều dài của nó là 8m1, được cái gốc phi 29, được cái ngọn 2.2 mm, cứng 6H, mã số 12, giá 2.200.000. 2.200.000 nha anh em nhá. Này còn bẩn này. Đấy, đất Nhật đấy. Tiếp theo là cây cần có chiều dài là 7.2 m. Thì cái này thì em nó có cái màng co nha, em vừa nột ra rồi. Cái màng co này. Đấy, nhóm cây nó có những cái màng co em nột hết nha anh em nhá. Em nột hết thì em kiểm tra không nó bị hỏng gốc hay như thế nào thì ấy.
cái này như cái này này, nó hỏng gốc này, thì em cũng bảo luôn là nó hỏng gốc đấy, nó hỏng gốc thì bán chỉ bán phôi thôi đấy. Thì cây này có chiều dài là 7m2, nó cùng một bộ ở cây kia Daiwa Mugetsu Kurugashi dài 7m2, Make in China. Thì nếu như mà anh em nào mà có nhã ý mà mua cả ba cây này ấy, thì em sẽ có để giá tốt cho anh em nhé, ba cây một bộ. Đấy, nắp chụp này. Đấy, đầu bu này thì nó cũng là vẫn là đầu bu ấy nhá, nó cũng là đầu bu zin của nó nhá, nhưng mà nó bị đứt ra ấy, cho nên người Nhật họ cuốn lại này. Đấy, đứt ra người ta cuốn lại này, vẫn còn nguyên cái chân của nó này. Đây nhá, thì tất cả trong những cái nóng này nhá, này nó có những cái bẩn này. Cái này thì anh em về phải lấy ấy nhá, anh em cái này là bẩn nhá, anh em nhìn đây, đây là bẩn nhá, chứ không phải là ấy nhá, cái này là bẩn này. Nếu như mà anh em thích thì em cũng có thể tẩy đi cho anh em này, còn cậy nhẹ nó đi, cái này nó bẩn chứ không phải là ấy nhá. Còn thật chất là cái này nó tổng thể ngoại hình nó làm được tầm khoảng 90% nhá, đây là bẩn đó. Này, tất cả các nóng không biết người ta bôi cái gì lên, bôi cái gì hay là theo thời gian câu ấy này đó, như kiểu khét qua đánh ấy mà không được này. Đấy, đánh phát là hết này. Đấy, đây. Không phải bong sơn carbon đâu anh em nhá, cái này là cái mà nó bôi cái gì lên nó. Nó thứ ba này đó, thứ tư này, nó bôi cái gì này, nó bôi hết cả cần luôn. Thằng Nhật nghịch. Đây đây này, nó bôi hết cả cần luôn. Cứ nó bôi cái gì này, nếu như mà anh em cần ấy thì em sẽ có, em sẽ tẩy cho anh em. Đó, thông số của cây cần này nó sẽ như sau, trọng lượng 320g, tổng chiều dài là 7m, cần do Trung Quốc sản xuất, Trung Quốc xuất Nhật, đường kính gốc phi 27, đường kính ngọn 2.1mm, cứng 6H, mã số 13, giá 2 triệu. Tiếp theo cũng là một cây cần như thế nhá, nhưng mà cây này có chiều dài là 6m. Đấy, 6m cân luôn, trọng lượng luôn, cái này chắc đầu hơn 200kg, 230g. Nó cũng được trang bị công nghệ 2 volume fiber đấy anh em nhá, nó cũng bẩn như vậy, chả ai biết nó bôi cái gì này, cùng một người này. Đây cũng là cũng đầu đầu bu nguyên zin nha anh em nhá, 360 độ nguyên zin luôn. Đấy. Này, đây nó cũng thế này, không biết nó bôi cái gì này. Đấy, đấy. Chả biết nó bôi cái anh em nào tí nữa em sẽ tải, tí nữa em sẽ tải. Này, đấy. Qua ngồi lên xà phòng đánh không thể đánh đi được. Tí nữa phải lấy cái gì nhỉ? Cái nước rửa móng tay. Đó. Cái này thì nó không có nắp chụp nha anh em nhé, không nắp chụp, nắp chụp nó không vừa, không nắp chụp. Tí nó sẽ kéo cái nắp chụp cho anh em. Thông số của cái cần này như sau, chiều dài là 6m, cần do Trung Quốc sản xuất, Trung Quốc xuất Nhật, đường kính gốc phi 24, đường kính gọn 2.1mm, cứng 5H, mã số 14, giá 1.800.000. Tiếp theo cũng là một cái cần của hãng Daiwa nha anh em nhé, Daiwa. Thì ở đây nó sẽ có cũng có một bộ luôn. Đấy, một bộ này, một cây này là cây 9m này. Cây 9m, còn hai cây này là hai cây 8m1 nha anh em nhá. Cũng một bộ. Đó. Thì cây này là ba cây này là do Thái Lan sản xuất nha anh em nhá. Này, Make in Thái Lan này, mã cốt này, dài 9m này. Đó, dài 9m, tổng thể cái này có ngoại hình được tầm khoảng 85 đến 90%. Cũng có nắp chụp, đầu bu này. Đầu bu xoay luôn 360 độ. Đó, đây là bên trong, đây là nóng thứ hai này, thi thoảng nó có những cái vết gợn kèo này, kèo đã biết nó làm cái quỷ tha gì đây, đã biết nó bôi cái gì này. Anh em thừa biết người Nhật nắm cây cần về người ta bôi rồi độ chế rồi sơn rồi quấn các thứ linh tinh, không như kiểu anh em Việt Nam cho mình đâu, anh em Việt Nam thì mình dùng cần sạch sẽ nhất. Đây, bôi cái khỉ gì dính, không biết là cái gì. Đấy.
cây này có trọng lượng là 420g, 440g. Tổng chiều dài là 9m, đường gốc phi 31, đứng ngọn 2mm, cứng từ 5 cho đến 6H, mã số 15 giá 2 triệu. Đấy, 15 giá 2 triệu nha anh em nhé. Đấy, 15 giá 2 triệu. Tiếp theo, cái cây cần này cũng là một cây cần 9m, cũng là do Daiwa sản xuất luôn. À, cái này là 8m1. Đấy, 8m1, cái cây này nó còn mới hơn cây kia rất là nhiều nha anh em nhé. Mới hơn cái kia nhiều, cây này có hình từ 90 đến 93%. Dài 8m1. Cũng của Thái Lan sản xuất, Thái Lan xuất Nhật. Đầu bu cũng là đầu bu 360 độ rồi anh em nhé, 360 này. Cái đọt của Daiwa nhìn phát là biết ngay, không nộ gì đâu được. Có chấm 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 chấm, hiểu carbon nó làm mật độ cao, cứ chấm 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 chấm. Không nạt gì đâu được. Đó, đây là tắc nóng của nó, còn khá là mới nha anh em nhé. Này phải được 93%, rất là mới. Dài 8m1. Trọng lượng 380g. Tổng chiều dài là 8m1, make in Thái Lan. Đường kính gốc phi, đường kính mốc phi 20 mấy đây nhỉ? Hơi bị mờ. Đường kính gốc phi 29, đường kính gọn 2mm, cứng từ 5 cho đến 6H, mã số 16, giá 2.700.000. 2.700.000 nha anh em nhé. Tiếp theo cũng là một cây cần của hãng Daiwa, cũng là do Thái Lan sản xuất, make in Thái Lan, dài 8m1. Đấy, 8m1 này, dài 8m1, nhưng mà cây này thì nó hơi cũ nha anh em nhé. Cũ nó chỉ là tầm khoảng 85-90% thôi. Đấy, cũng đầu bu này, cũng đầu bu xoay 360 như thế. Đó, đây là các nóng của nó. Cái này nó hơi bị chóc sơn nha anh em nhé. Đây, chóc sơn. Đây, đây nó cũng chả biết nó bôi này. Đây, đấy. Này anh em về tự tẩy nhé. Bôi, chả biết nó bôi. Đây. Cạo phát này hết luôn, nhưng mà không chắc cam con đoan đây là không phải bong sơn nha anh em nhé, không phải bong nước mài ca nhé. Mà nó bôi cái gì này này, chả biết nó bôi cái gì này này. Đấy, đây nó bôi gì này, bôi gì này. Cũng có thể đây là nớp này người ta thích, người ta bảo vệ cần mà người ta làm không được đẹp. Cũng công nghệ HVF nha anh em nhé, 2 volume fiber. Dài 8m1 thì thông số cái cần này sẽ như sau. Đường gốc phi 29, đường kính ngọn 2mm, cứng từ 5 cho đến 6H, mã số 17, giá 2 triệu nha anh em nhé. 2 triệu, cái này xấu hơn là giá 2 triệu, cái 2.7 triệu. Tiếp theo là một cái cần của hãng Suzumi. Đấy, Suzumi. Thì cây này cũng có độ dài là 9m. Đây, nó dán này. Đấy, nó dán, đây nó cũng dán này. 2 carbon IU Road Super Snip. Cây này do make in Korea nha anh em ạ, Korea sản xuất này. Nắp chụp này, cái nắp chụp zin của nó nha anh em nha. Đây, nắp chụp này, chụp rất là đẹp. Phần bên trên này nó cũng dán này. Đây là cái đầu bu của nó nha anh em ạ. Cái này nó bị hỏng rồi nên là người ta dán lại bên trên của nguyên cái khớp 3560 này. Anh em chỉ cần nột ra cái là nhìn cái 3560 luôn. Cái này đoạn hình tầm khoảng 85-90% nha anh em nhé. Đó. Cái này không được tên tuổi như mấy cái kia. Đó, trong cái cần này là 400g, tổng chiều dài là 9m, đường kính gốc phi 28, đường kính ngọn 1.8mm, cứng cỡ tầm từ 4 đến 5H, mã số 18, giá 1.500.000. 1.500.000 nha anh em nhé. Tiếp theo là một cây cần của hãng Daiwa. Đấy, Daiwa. Thì cây này nó là một cây cần câu suối nha anh em nhé. Đấy, một cây cần câu suối. Thì nó thu gọn là 1m. Ở đâu? Thu gọn là 1.15m. Cần này là do Việt Nam sản xuất anh em nhé, Việt Nam xuất Nhật. Đấy,
dài, có chiều dài là 6 mét, rất là nhẹ luôn. Đây này, cái nắp chụp zin của anh em đã, nó cái này đỡ khá là cao này, nó được trang bị công nghệ X45 này, đai hoa này, Ano 360 độ zin anh em nhé. Đọt này rất là nhỏ, đọt này chỉ 0.8mm thôi. Đó, cần nguyên zin. Đây là cần bãi anh em nhé, không phải là cần mới. Cần mới thì sẽ chắc chắn nó sẽ không có giá như của anh em báo đâu. Đấy, mega top này. Đấy, dài 6m. Đài hoa. Còn mới tinh nha anh em nhé. Trong nữa cái cần này nó chỉ có 120g. Đấy, tổng chiều dài là 6m, đường kính đường kính gốc là P24 đường kính ngọn 0.8mm, kính 2H, mã số 19, giá 1.400.000. 1.400.000 anh em nhé. Tiếp theo một cái cần có chiều dài 4.5m. Đấy, cái cần này do người Nhật họ làm nha anh em nhé. Đấy, người Nhật họ làm. Chả biết họ làm kiểu gì nhưng mà cây này rất là cứng luôn. Đấy, cái cần này rất là cứng. Thì cái này nó cứng cỡ tầm khoảng cái này nó cứng cỡ tầm khoảng cứng cỡ tầm khoảng 5H nha anh em nhá. Rất là cứng. Đấy, đây. Anh em xem. Cứng khoảng 4H, 4.5H. Đây là cái đầu bu của nó, đầu bu là đầu bu 360 độ nha anh em nhé. Đấy, cuốn sẵn rồi này, đã qua câu rồi. Đó, các nóng cũng rất là đẹp, mới. Đấy, rất là mới và đẹp nha anh em nhé. Cái này là cây họ độ đấy. Họ làm EDC như kiểu mình, thi thoảng mình làm ISO bàn tay. Trong đây chỉ có 100g thôi, cứng cỡ khoảng 4H. Thì cây này nó có đường kính gốc phi 16, đường kính ngọn 1.8mm. Cứng có tầm từ khoảng 4-5H, mã số 20, giá 1 triệu tròn anh em nhé, 1 triệu tròn. Đó. Thì anh em hết cái video này nha anh em nhé. Hết cái video này. Đấy, video 20 cây cần này. Thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em làm những cái video mới nhất nhé. Chào anh em, chúc anh em có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.